Các bạn đang xem kênh youtube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được báo cáo của câu lạc bộ Hà Tĩnh về việc tạm đình chỉ công tác đối với các vận động viên Nguyễn Trung Học sinh ngày 3 tháng 3 năm 1998, Nguyễn Ngọc Thắng sinh ngày 2 tháng 8 năm 2002, Dương Quang Tuấn sinh ngày 20 tháng 6 năm 1996, Nguyễn Văn Trường sinh ngày 16 tháng 11 năm 2003. Đinh Thanh Trung sinh ngày 24 tháng 1 năm 1988 do vi phạm nội quy, quy định sinh hoạt và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chiều cùng ngày, trên cổng thông tin điện tử của Công an Hà Tĩnh đưa thông tin, Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện bắt giữ 10 đối tượng, trong đó có nhóm cầu thủ thuộc câu lạc bộ Hà Tĩnh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tăng vật liên quan. Hiện công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ. VFF đánh giá sự việc này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung và câu lạc bộ Hà Tĩnh nói riêng. Chính vì vậy, ban phòng chống tiêu cực trong bóng đá liên đoàn bóng đá Việt Nam đã báo cáo lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban kỷ luật liên đoàn bóng đá Việt Nam về vụ việc nêu trên. Ngày 8 tháng 5 năm 2024, ban kỷ luật liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành quyết định số 277 quy đề LDBDVN về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với nhóm cầu thủ đang bị cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ để điều tra về hành vi nghi vấn sử dụng chất cấm. Hôm nay, ngày 8 tháng 5, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được tái khám và điều trị phục hồi chức năng sau chấn thương tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo nhận định của bác sĩ, chân sút 19 tuổi này có thể tập luyện trở lại với bóng trong vòng một tuần tới. Nguyễn Đình Bắc bị tổn thương dây chằng cổ chân bên trái trong trận gia quân của đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Coet tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 ngày 17 tháng 4 sau một tình huống nỗ lực soạt bóng ngăn cản cầu thủ đội bạn ở phút thứ 5. Đình Bắc sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu và bỏ dở cuộc hành trình cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong cả 3 trận còn lại trở về Việt Nam, Đinh Bắc tiếp tục được phòng y học thể thao VFF theo dõi và hướng dẫn điều trị phục hồi. Sáng nay, ngày 8 tháng 5, tiền đạo này đã được bác sĩ Nguyễn Văn Phú, trưởng phòng y học thể thao VFF trực tiếp kiểm tra và chỉ định phác đồ điều trị trong giai đoạn tiếp theo. Bác sĩ Nguyễn Văn Phú cho biết tiến độ hồi phục sau chấn thương của Đinh Bắc rất triển vọng. Trước mắt, tiền đạo này sẽ tiếp tục được chăm sóc bằng vật lý trị liệu. Dự kiến, Đinh Bắc có thể tập luyện trở lại với bóng trong khoảng một tuần nữa và trở lại thi đấu vào tháng 6 tới. Đinh Bắc là cầu thủ rất được huấn luyện viên Chu Xie tin dùng khi còn làm thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế Quảng Nam chơi rất hay trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2023. Việc Đinh Bắc sắp trở lại sân cỏ là tin vui với huấn luyện viên Kim Sang-sik người đang trong quá trình tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam để phục vụ cho các mục tiêu trong năm 2024. Trước mắt là hai trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Dạng sáng nay ngày 8 tháng 5, Dortmund đã xuất sắc đánh bại PSG để giành vé vào chơi trận chung kết cúp C1 châu Âu. Đối thủ của Dortmund trong trận đấu cuối cùng là đội thắng ở cặp đấu giữa Real Madrid với Bayern Munich. Trong trận lượt đi, Real Madrid và Bayern Munich đã hòa nhau với tỷ số 2 đều. Ở trận lượt về, kênh kênh Trắng có lợi thế khi được đá trên sân nhà. Do vậy, áp lực với Bayern Munich cũng lớn hơn. Thống kê cho thấy, Real Madrid đang có chuỗi 7 trận bất bại trước Bayern Munich ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong đó có 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Hai lần gần nhất gặp Real Madrid ở bán kết cúp C1 châu Âu, đại diện nước Đức đều thua. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Ancelotti cũng là khắc tinh của Bayern Munich. Theo đó, trong 9 lần so tài với Bayern Munich trên cương vị huấn luyện viên của AC Milan cũng như Real Madrid, huấn luyện viên Ancelotti thắng 6, hòa 3. Tuy nhiên, Bayern Munich vẫn có tín hiệu tích cực để hy vọng, đó là huấn luyện viên Tuchel. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, huấn luyện viên Tuchel đối đầu với huấn luyện viên Ancelotti 10 lần, nhà cầm quân người Đức thắng 4, hòa 3 và thua 3. Trận đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 9 tháng 5 theo giờ Việt Nam. PSG gây thất vọng khi thua 0-1 trước Dortmund trong trận bán kết lượt về cúp C1 châu Âu 2023-2024. Trung cuộc, đội bóng nước Pháp thua với tổng tỷ số 0-2, qua đó nhìn Dortmund vào chơi trận chung kết. Theo thống kê của Opta, PSG đã không thể ghi bàn vào lưới Dortmund dù Mbappe và các đồng đội có 30 cú sút. Điều này biến PSG trở thành đội bóng có nhiều cú sút nhất mà không ghi được bàn thắng trong 20 năm qua tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. PSG đã đầu tư rất nhiều tiền bạc để hy vọng giành chức vô địch Cúp C1 châu Âu đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, đội bóng này đã thua 6 trong 7 trận bán kết trong lịch sử. Tỷ lệ thua của PSG là 83% cao nhất trong lịch sử giải đấu đối với các đội bóng chơi ít nhất 5 trận trở lên. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và gặp lại trong những bản tin sau.